Kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình địa phương trên đường phát triển. Chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với các huyện, thị xã và thành phố trong tỉnh thực hiện. Điểm đến hôm nay là huyện Long Điền. Thưa quý vị, nhận thức về tầm quan trọng của công tác quốc phòng quân sự địa phương, những năm qua, Ban Chỉ huy quân sự huyện Long Điền không ngừng xây dựng, củng cố lực lượng quân sự trên địa bàn bằng nhiều chủ trương, giải pháp phù hợp. Nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ trên địa bàn vì vậy được xây dựng ngày càng vững chắc. An ninh chính trị được đảm bảo, tạo môi trường thuận lợi cho huyện Long Điền phát triển kinh tế xã hội. Để xây dựng lực lượng dân quân tự vệ theo đúng phương châm vững mạnh rộng khắp, Ban Chỉ huy quân sự huyện Long Điền đã chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền xây dựng lực lượng dân quân tự vệ có đủ các thành phần binh chủng, với quy mô tổ chức biên chế phù hợp với từng địa bàn. Đến nay, lực lượng dân quân tự vệ của huyện Long Điền có gần 1.500 cán bộ chiến sĩ, đảm bảo đủ theo quân số, trong đó đảng viên chiếm 27,8%, vượt chỉ tiêu đề ra. Đảm bảo về chất lượng, hàng năm Ban Chỉ huy quân sự huyện tổ chức đầy đủ chương trình huấn luyện, tập huấn, hội thao cho lực lượng dân quân tự vệ với 100% quân số tham gia. Chương trình huấn luyện thường xuyên đổi mới hình thức, nội dung, đi vào trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh từng khu vực. Hàng năm thì bản thân đều được các huyện tổ chức huấn luyện nhằm giúp cho một cái bản lĩnh của mình về cái quân sự, hai nữa giúp mình nắm được lại những cái động tác yếu lĩnh cơ bản nhằm để nhớ lại những cái mà cấp trên chúng ta huấn luyện cho mình một cách thành thạo tất cả các loại vũ khí trang bị. Ngoài việc duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, lực lượng dân quân tự vệ huyện Long Điền luôn phối hợp kịp thời với lực lượng công an, biên phòng, kiểm lâm trong ứng trực tại những điểm nóng về an ninh trật tự hoặc khi có thiên tai, hỏa hoạn, vụ việc phức tạp xảy ra trên địa bàn. Ban Chỉ huy quân sự huyện cũng thường xuyên tổ chức cho lực lượng dân quân tham gia công tác dân vận, công tác đền ơn đáp nghĩa, tham gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Nói chung là cái tinh thần của anh em thì rất là cao. Tại vì xác định rõ cái bản thân nhiệm vụ của mình thì nói chung là một lượng nhân quân thì phải có cái ý chí quyết tâm để sẵn sàng mình bảo vệ đất nước. Bên cạnh đó thì lượng nhân quân cũng thường xuyên phối hợp với công an và dân phòng thì tổ chức tuần tra canh gác, trấn áp truy quét tội phạm để đảm bảo an ninh trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thưa quý vị, bên cạnh công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, huyện Long Điền còn chú trọng củng cố lực lượng dự bị động viên nhờ chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp, tạo sự chuyển biến vững chắc trong công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên nên hoạt động của lực lượng này trên địa bàn huyện Long Điền ngày càng đi vào chiều sâu và phát huy hiệu quả thiết thực. Lực lượng dự bị động viên trên địa bàn huyện Long Điền ngày càng được củng cố vững chắc, sẵn sàng thực hiện mọi nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu công tác quốc phòng an ninh trong tình hình mới. Một trong những giải pháp được huyện Long Điền tập trung thực hiện nhằm nâng cao chất lượng xây dựng và quản lý lực lượng dự bị động viên chính là việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên. Song song với công tác tuyên truyền, cơ quan quân sự địa phương cũng nắm chắc thực lực nguồn, phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể tham mưu đắc lực cho cấp ủy, ủy ban nhân dân cùng cấp chỉ đạo điều hành xây dựng lực lượng dự bị động viên, thường xuyên nắm chắc biến động quân số, có kế hoạch phát triển đảng đoàn trong các đơn vị dự bị động viên. Công tác tập huấn luyện lực lượng dự bị động viên cũng được Ban Chỉ huy quân sự huyện tổ chức thường xuyên hàng năm để nâng cao kỹ năng và năng lực sẵn sàng chiến đấu. Nhờ vậy, lực lượng dự bị động viên trên địa bàn huyện Long Điền được xây dựng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu công tác quốc phòng quân sự địa phương trong tình hình mới. Đặc biệt là trong năm 2017 và 2018 gần đây, thì là Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tập trung huấn luyện tập trung cho lực lượng toàn thể lực lượng dự bị động viên. Bởi thế cho nên là cũng là nâng cao cái ý thức sẵn sàng chiến đấu, nâng cao ý thức sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng của chúng tôi. Đồng thời là cũng là nâng cao khả năng động viên, dự bị động viên cho quân đội. Căn cứ chỉ tiêu tỉnh giao cho huyện Long Điền, đến nay huyện đã giao cho tỉnh 100% quân số quân nhân dự bị với 2 tiểu đoàn bộ binh và 1 tiểu đoàn pháo 105. Riêng hải đoàn 129 quân số đạt gần 83%. Chất lượng quân nhân dự bị ngày càng được nâng cao, tỷ lệ biên chế lực lượng đúng chuyên ngành đạt gần 82%, tỷ lệ quân nhân dự bị là đảng viên chiếm 13,8%, tỷ lệ quân số huy động tập trung huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên đạt 100% so với chỉ tiêu giao.
Thưa quý vị, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là một nhiệm vụ trọng tâm trong công tác an ninh quốc phòng hàng năm của các địa phương. Nhận thức rõ ý nghĩa tầm quan trọng của công tác này đối với việc xây dựng lực lượng quân đội, lực lượng vũ trang bảo vệ Tổ quốc, hàng năm Hội đồng nghĩa vụ của quân sự huyện Long Điền luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện chặt chẽ thống nhất, đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân được giao. Để hoàn thành kế hoạch tuyển quân hàng năm, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Long Điền chú trọng chỉ đạo và triển khai kế hoạch tuyển quân từ rất sớm. Các bước tuyển quân thực hiện đúng luật, đúng quy trình. Trong tuyển quân, công tác tuyên truyền vận động được đặt lên hàng đầu. Song song đó, chính sách hậu phương quân đội được thực hiện kịp thời, đầy đủ. Trước mỗi đợt giao quân, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện cũng đã tổ chức tốt các hoạt động giao lưu, hội trại tổng quân, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tạo sự yên tâm cho thanh niên lên đường nhập ngũ. Hàng năm, huyện Long Điền đều hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, với chất lượng quân nhân ngày càng cao. Tôi đã chuẩn bị về mặt tinh thần và sức khỏe và những kiến thức ở xã đoàn đã hỗ trợ cho tôi, và tôi đã sẵn sàng để tham gia nghĩa vụ quân sự. Ý thức được nếu mà tôi là người dân Việt Nam thì nếu nhà nước cần thì tôi sẽ sẵn sàng để lên đường và phục vụ đất nước. Bây giờ tôi cũng đã sẵn sàng rồi và chuẩn bị để đi khám nghĩa vụ. Đối với thanh niên nhập ngũ hàng năm thì chất lượng khám đạt tiêu chuẩn rất là cao, không có phải bù đổi, không có phải bị trả về những thanh niên mà không đủ tiêu chuẩn về sức khỏe. Đó cũng là cái lợi của mình. Các nhiệm vụ quân sự quốc phòng được huyện Long Điền hoàn thành xuất sắc đã góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Thời gian tới thì ban chỉ huy quân sự huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo cho các xã thị trấn tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời làm tham mưu cho các cấp xử lý kịp thời các tình huống, không để bất ngờ bị động. Thứ hai thì là tiếp tục tập huấn luyện về công tác sẵn sàng chiến đấu và tất cả các chuyên môn nghiệp vụ khác để làm cho lực lượng dân quân tự vệ đủ khả năng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong cái tình hình mới. Long Điền nằm trong khu vực phòng thủ phía biển của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nên công tác quân sự quốc phòng ở địa phương càng được chú trọng. Thành quả và hiệu quả từ công tác này không chỉ nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, mà còn góp phần đấu tranh phòng chống âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch ở cơ sở. Đến đây, chương trình Địa phương trên đường phát triển xin tạm dừng. Chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp cùng các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh thực hiện. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình này ngày mai, phát sóng vào lúc 17:50 với điểm đến là huyện Đất Đỏ.